Nga dồn hơn 100.000 quân tìm cách chọc thủng phòng thủ của Ukraine. Người phát ngôn lực lượng vũ trang miền đông Ukraine Shohi Cherevati ngày 17 tháng 7 cho biết, Nga hiện tập trung hơn 100.000 quân ở khu vực Kupiansk thuộc tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine. Đối phương đã tập trung một lực lượng rất hùng hậu theo trục Liman Kupiansk với hơn 100.000 binh sĩ, hơn 900 xe tăng và 370 tổ hợp pháo phản lực bắn loạt, ông Cherevati nói. Ông cũng cho biết thêm đối phương đã triển khai các đơn vị xung kích đường không và đơn vị bộ binh cơ giới tốt nhất đến đó, hỗ trợ thêm là quân dự bị, lực lượng, phòng vệ. Các đại đội Storm G. Ông Chenevati nhấn mạnh Nga đang tập trung mọi nguồn lực nhằm xuyên thủng phòng thủ của Ukraine. Tuy nhiên, ông khẳng định lực lượng Ukraine vẫn giữ vững tuyến phòng thủ. Cùng ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia thừa nhận tình hình ở Kupian rất khó khăn. Binh sĩ của chúng ta đang phòng thủ, tình hình rất khó khăn, giao tranh tiếp tục khốc liệt, vị trí của hai bên thay đổi vài lần mỗi ngày, bà Malia chia sẻ trên Telegram. Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 16 tháng 7 cho biết, mỗi ngày quân đội Ukraine mất khoảng 50 binh sĩ ở Kupiansk. Nga cũng lại bỏ bốn nhóm trinh sát của Ukraine ở khu vực đó. Theo ông Cherevati, Nga dồn nguồn lực đến Kupiansk, Liman với hy vọng giành một số bước tiến sau khi Ukraine chiếm được ưu thế quanh Bắc mất. thành phố chiến lược ở tỉnh Donetsk, miền đông nước này. Người Nga cần ít nhất một số thắng lợi, do vậy họ dồn nguồn lực tối đa đến khu vực này, làm mọi thứ có thể và thậm chí không thể để cho thấy nỗ lực tấn công, ông nói. Ông cho biết thêm tổn thất của Nga ở Bắc Mớt ngày càng tăng, tuy nhiên ông không nêu cụ thể. Người ta liên tục bổ sung đội ngũ chiến đấu của họ, gửi lính dù tới đó với hy vọng ngăn chặn cuộc tấn công của chúng tôi. Chúng tôi đang rất thận trọng và cân nhắc để bảo toàn lực lượng và con người nhiều nhất có thể, ông Cherevati cho hay. Thông tin từ Bộ Tổng Tham mưu của quân đội Ukraine cho biết, trong ngày 17 tháng 7, quân đội Nga tiếp tục tập trung nỗ lực tấn công ở năm mặt trận gồm các thành phố Kupiansk, Kharkov, Liman, Bahamut, Adnika và Marinka đều ở tỉnh Donetsk. Theo cơ quan này, khoảng 29 cuộc giao tranh đã được ghi nhận ở các khu vực trên trong 24 giờ qua và hiện giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt. Ở mặt trận Zaporizhia và Kherson, miền nam Ukraine, Nga chủ yếu ở thế phòng ngự, lực lượng Nga tập trung ngăn quân đội Ukraine tấn công. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay, Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công ở cả miền đông và miền nam cách đây vài tuần ở miền nam Ukraine tìm cách giành lại các ngôi làng bị Nga kiểm soát và đặt mục tiêu tiếp cận các cảng trên biển Azov nhằm chia cắt lực lượng của Nga. Giới chức Ukraine thừa nhận tốc độ phản công chậm hơn dự kiến do pháp phải thách thức lớn từ hệ thống phòng thủ của Nga. Tuy nhiên, Kiev khẳng định chiến thuật của họ là đánh chậm, đánh chắc nhằm bào mòn lực lượng của Moscow trước khi tung ra chiến dịch phản công lớn hơn.